Top những kiểu tóc ngắn đẹp cho phái nữ tóc ngắn luôn là mái tóc giúp chị em trông trẻ trung, năng động hơn, đặc biệt là với những chị em công sở hay phải mặc đồ chỉn chu, nghiêm túc. Một mái tóc ngắn sẽ giúp chúng ta hách tuổi kha khá đó. Tuy nhiên, tóc ngắn cũng có 5-7 kiểu tóc ngắn. Hãy chú ý lựa chọn cho mình một mái tóc ngắn thực sự phù hợp với phong cách, sở thích và gương mặt của bản thân. Dưới đây là gợi ý những kiểu tóc ngắn đang hot nhất cho bạn. Tóc ngắn xoăn. Từ xưa, tóc ngắn xoăn đã không còn xa lạ đối với chị em bởi độ thịnh hành của nó. Đối với mái tóc này, bạn hãy thử nhuộm một chút màu sáng để những lọn xoăn trông rõ rệt hơn nhé. Mái tóc ngắn xoăn cũng sẽ giúp những cô gái của chúng ta trở nên trẻ trung, năng động và cũng khá dễ chăm sóc. Tóc ngắn layer. Nếu trong năm 2020, tóc layer đã tạo nên một cơn sốt cực lớn mà bất kỳ chị em nào cũng đều sở hữu thì trong năm nay, layer tiếp tục phá đảo, trở thành một trong những mẫu tóc ngắn đẹp 2021 khiến chị em thích thú, mê mẩn. Nếu bạn là một cô nàng ưa thích những mái tóc Gen Z thì chắc chắn tóc layer sẽ là thứ bạn không thể bỏ qua rồi. Rất nhiều sao Việt đã chọn mái tóc thần thánh này và hãy nhìn xem, nó thực sự rất phù hợp và đẹp. Tóc ngắn tomboy. Bạn là một cô nàng phá cách, vậy thì tóc tomboy chắc chắn sẽ là một trong những mái tóc nên có trong checklist của bạn năm 2021. Mái tóc tomboy vẫn luôn dẫn đầu xu hướng qua từng năm và trong năm mới cũng không ngoại lệ. Đối với mái tóc này, bạn chỉ cần có một thần khí tự tin thì xin chúc mừng, trông bạn thực sự rất ngầu trong mắt đối phương đó. Đây cũng là mái tóc được các nàng lười đặc biệt ưa thích bởi rất dễ chăm sóc, nhanh khô sau khi gội đầu và đặc biệt không cần dùng đến sự trợ giúp của chiếc lược. Tóc ngắn nhuộm màu sáng. Nàng sẽ trông rất tỏa sáng với mái tóc ngắn nhuộm sáng đó. Đây là một trong những kiểu tóc ngắn đẹp năm 2021 dự sẽ làm chao đảo chị em trong năm mới này. Đặc biệt, mái tóc ngắn nhuộm sáng sẽ giúp nàng tiết kiệm thời gian chọn đồ vì đối với đồ nào thì mái tóc này cũng đều phù hợp cả. Tóc ngắn cụp là mái tóc xuất hiện từ khá lâu nhưng tóc ngắn cụp vẫn đang dẫn đầu trên đường đua những mẫu tóc ngắn đẹp mà chị em nào cũng ao ước. Trong năm 2021, mái tóc ngắn cụp được cách tân hơn một chút với độ ngắn rõ ràng hơn không chỉ giúp những cô nàng của chúng ta trở nên nữ tính mà còn giúp che những khuyết điểm trên khuôn mặt. Tóc ngắn duỗi. Nếu mái tóc ngắn cụp giúp nàng trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng thì mái tóc ngắn duỗi sẽ khiến diện mạo của nàng tươi sáng và năng động hơn rất nhiều. Không chỉ năm 2020 và những năm trước, mái tóc này còn đang là ứng cử viên sáng giá trong bảng xếp hạng những mẫu tóc ngắn đẹp năm 2021 được chị em bình chọn. Một lưu ý nhỏ khi sở hữu mái tóc ngắn duỗi là chị em hãy chú ý chăm sóc phần đuôi tóc để tóc không bị khô và vểnh ra ngoài nhé. Tóc ngắn ombre, tóc bob, tóc layer và đặc biệt là mái tóc ngắn ombre đều là những kiểu tóc mà chị em nhất định không được bỏ lỡ một lần trong đời. Với cá tính mạnh của mình, một mái tóc ombre sẽ giúp bạn trở nên khác biệt nhưng đồng thời vẫn rất cá tính trong mắt mọi người nữa đó. Hiện nay, những mái tóc ombre màu tẩy đang là xu hướng được chị em lựa chọn rất nhiều giúp tự tin khoe cá tính. Nếu bạn chưa từng thử thì ngay trong năm 2021 này, hãy để mái tóc này giúp bạn trở nên mới mẻ hơn nhé. Tóc ngắn bob. Mái tóc ngắn bob có gì hot mà lại được mọi người ưa chuộng như vậy? Để giải mã cơn sốt này, chúng ta có thể xem bức ảnh dưới đây. Tóc bob chính là một trong những kiểu tóc đẹp nhất 2021 mà các nàng tin tưởng. Mái tóc này hứa hẹn sẽ tạo nên một cơn địa chấn mới trong năm 2021. Không nên xem thường sức mạnh của nó đâu. Tóc ngắn cho nàng mặt tròn. Nàng mặt tròn thì nên để tóc ngắn kiểu nào? Đây là câu hỏi muôn thuở mà có lẽ trong năm mới, các nàng vẫn sẽ chăn trở. Tuy nhiên, các nàng đừng lo lắng nữa vì mái tóc ngắn thần thánh trong năm 2021 dành cho các nàng đã xuất hiện rồi đây. Đối với những nàng có khuôn mặt tròn, bạn chỉ cần uốn sóng nhẹ và cắt mái, đảm bảo trông bạn sẽ trẻ trung hơn rất nhiều đó. Tóc ngắn có mái. Nếu tóc không mái tạo nên cơn sốt trong năm 2020 thì sang tới năm mới 2021, xu hướng này đã hoàn toàn thay đổi, đặc biệt là đối với mái tóc ngắn. Các cô gái của chúng ta đều chọn trở về với mái tóc ngắn cắt mái bằng hoặc mái thưa giúp nàng trở nên dễ thương và trẻ trung hơn nhiều. Đối với mái tóc ngắn có mái, nàng chỉ cần nhuộm những tông màu nhẹ nhàng là đã có thể trở nên thu hút người đối diện rồi. Đây cũng là mái tóc dự sẽ tạo nên một tượng đài mới trong những kiểu tóc ngắn đẹp năm 2021. Tóc ngắn tém. Mái tóc nào sẽ có được ngôi vương trong lòng những cô nàng năng động năm 2021? Câu trả lời không gì khác chính là mái tóc tém. Trong năm 2020 và đặc biệt là 2021 này, mái tóc tém dự sẽ trở thành cơn sốt mà các nàng nên thử. Cũng có rất nhiều những ngôi sao nổi tiếng trên thế giới và tại Việt Nam cũng đã thử và yêu thích mái tóc tém này. Trong số đó phải kể đến Zuion, Chai hay Sakura EZ1. Tóc ngắn chữ C. Một mái tóc tiếp tục on top trong năm 2021 nữa đó chính là mái tóc ngắn chữ C. Không hề khó hiểu khi kiểu tóc này vẫn tiếp tục giữ nguyên được thứ hạng trong top những mẫu tóc ngắn đẹp nhất 2021. Nàng đam mê mái tóc này có thể đổi mới một chút bằng cách tẩy tóc màu sáng hoặc nhuộm ombre để có thể sở hữu một mái tóc ưng ý nhất nhé. Tóc ngắn xoăn sóng lọn to. Một trong những mái tóc không bao giờ lỗi mốt đó chính là tóc ngắn xoăn sóng lọn to. Đúng vậy,
Bạn không hề nghe nhầm đâu, bởi mái tóc này đã được chị em ưu ái bình chọn là một trong những mái tóc không thể thiếu trong bất kỳ năm nào rồi. Nàng vẫn sẽ mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế đồng thời cũng không kém phần tươi mới khi diện mái tóc này. Hy vọng qua bài viết trên bạn sẽ tham khảo được một số những kiểu tóc ưng ý để có được vẻ ngoài tự tin và xinh đẹp trong thời gian sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem video, hãy like và subscribe kênh của chúng mình để